Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Trấn Thành bị chỉ trích vì biểu môi khi đàn chị khóc. Giữa ồn ào khóc nghẹn và phát ngôn, đời nghệ sĩ khó nuốt của Trấn Thành, cư dân mạng lan truyền hình ảnh Trấn Thành có biểu môi khi thấy Kiều Anh khóc trên sóng truyền hình. Giữa ồn ào phát ngôn đời nghệ sĩ khó nuốt, Trấn Thành bị cư dân mạng đào lại hình ảnh, thể hiện hành động kém tinh tế với đàn chị trên sóng truyền hình. Cụ thể, trong một chương trình truyền hình, khi xem Lê Dương Bảo Lâm hoàn thành xong vai diễn, nghệ sĩ Kiều Anh kể về câu chuyện mẹ mất khi cô đang đứng trên sân khấu. Nữ giám khảo khóc nức nở, nhân vật của Lâm đúng vô Kiều Anh. Thực sự thì ngày mà Kiều Anh được diễn hài, cũng là ngày mẹ anh cấp cứu và qua đời, chính lúc đó anh cũng đứng trên sân khấu. Trong lúc đó, máy quay chỉ về phía Trấn Thành, Thay vì tỏ ra đồng cảm với câu chuyện của Kiều Anh, nam diễn viên có biểu cảm nhếch mày, trề môi khi đàn chị nói. Thực tế, biểu cảm này của Trấn Thành chưa biết dành cho vấn đề gì. Và việc cư dân mạng áp đặt đây là hành động dành cho Kiều Anh là khá vô lý. Tuy nhiên, trong bối cảnh rất hay xúc động, thường xuyên khóc bởi những câu chuyện cảm động, thì việc trề môi khi nghệ sĩ khác đang khóc của Trấn Thành phần nào phản cảm. Hiện tại, Trấn Thành đang là cái tên được đông đảo công chúng nhắc đến sau phát ngôn. Đời nghệ sĩ khó nuốt. Cụ thể, trong sự kiện ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành không giấu nổi xúc động bật khóc, khi nhắc về hào quang nghệ sĩ, anh nói, đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Hãy nếm bốn chữ hào quang rực rỡ, đi để biết nó là cái gì. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.